Rồi tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm demo. Để lấy ra một cái đối tượng dây sân thì tôi sẽ tạo ra một cái hàm để mà lấy ra một cái đối tượng là chu đần chẳng hạn. Thì bên trong cái folder Java thì tôi sẽ tạo ra một cái bucket là con.demo.entity. Tôi cho finish thì trong cái bucket này tôi sẽ tạo ra một cái class là chu đần. Rồi tôi cũng cho nó implement từ cái serial này không? Các bạn nhớ cho nó implement từ cái serial nigible như vậy của thằng java.io. Theo thì bên trong cái đối tượng chu đần này thì tôi sẽ cho nó mấy cái attribute như là ID, name, first name, last name, email như vậy. Rồi, theo thì tôi sẽ tạo ra cái constructor cho nó. Thì tôi xuống và tôi chọn nó là generate constructor. Đó, rồi theo thì tôi cho nó một cái constructor rộng không có tham số. Ok, rồi tiếp theo thì tôi cũng tạo ra getter, setter cho nó. Để cho ok. Rồi, tôi đã tạo xong được cái đối tượng chủ đặt. Tiếp theo thì tôi sẽ đi viết cái hàm trong cái design container này thì tôi sẽ viết làm cái hàm return về cái đối tượng là chủ đặt. Tôi sẽ copy cái hàm này xuống và chỉnh sửa. Tôi sẽ trả về cái đối tượng là chủ đặt ở đây. Tôi sẽ có cái phần là get chủ đặt chẳng hạn. Sẽ import cái đối tượng từ đàn này rồi. Rồi, cho cái phương thức này tôi sẽ đi khởi tạo ra một cái đối tượng này từ đàn. Tôi sẽ cho nó cái ID là t1 chẳng hạn, rồi cái name là chẳng hạn như là Nguyễn Văn A chẳng hạn. Rồi đây tôi sẽ return về là chưa đặt. Cái kia thì tôi này là cho nó chữ trắng đi. Rồi tiếp theo thì quay lại trang index thì tôi sẽ có một cái bút thêm một cái bút tần nữa. Tôi sẽ test là cái offset siêu sâm chẳng hạn. Tôi sẽ đặt tên cho nó cái ID là btn get siêu lần chẳng hạn. Cái bị trên này tôi cũng copy cái hàm này xuống. Tôi cũng chỉnh sửa cho nó nhanh. Chỗ này tôi sẽ sửa lại cái đường dẫn là ghép từ lần. Rồi, chỗ này thì tôi sẽ cái thai thì tôi sẽ sửa lại cho nó là ghép. Rồi tương tự thì ở cái chỗ bên này thì tôi cũng sửa lại cho nó là ghép. Rồi người ra tôi còn thêm cho nó một cái attribute nữa là header offset bằng application như vậy. Đó, các bạn nhớ thêm cho tôi cái
Hát chi điều này rồi. Rồi tiếp theo thì ở chỗ này thì tôi sẽ thêm cho nó, tôi sẽ cải tạo cho nó cái biến là ba, là vì ra sẽ bằng vì ra thì tôi sẽ có cái ID cộng với lại là data chấm ID. Cái data này tương đương với cái đối tượng mà nó trả về ở bên đây là đối tượng student, thì tôi sẽ gọi là chấm là data chấm ID để lấy ra cái ID. Rồi tiếp theo là result cộng bằng cái này là cái name, là tôi sẽ cộng với lại data chấm name. Và cái chỗ này thì tôi sẽ thay thế bằng cái biến là Jan ở đây. Rồi, tôi không sẽ đi điều lại cái hộp quà. Rồi, tôi sẽ click cho Defect. Rồi, tôi sẽ đi run lại đầu Z. Click. Rồi tôi sẽ click vào cái button Get Object Session này. Đó thì nó đã show cho tôi là cái ID và cái name như vậy. Trong này tôi mình cộng với cái chuỗi BR chỗ này. Click vào Sign và tôi define lại trình duyệt. Click vào Get Object đó. Thì nó show data cho tôi như vậy. Tiếp theo thì tôi sẽ viết một cái hàm mà chẳng hạn như trên cái đường link này thì các bạn nhập cho là visa này, mình xem cho cái phần là get student chẳng hạn chấm html. Đó thì các bạn thấy nó trả về một cái chuỗi JSON như vậy. Tiếp theo thì tôi sẽ viết một cái hàm trả về một cái nick student. Tôi sẽ copy cái hàm này xuống. Đây tôi sẽ sửa lại hành get nick to run. Ở cái chỗ này tôi sẽ sửa lại hành to run. Ở cái video này tôi sẽ sửa lại get nick to run. Tôi sẽ import cái bất kỳ Java GT. Ở đây thì tôi cũng khởi tạo ra một cái nick to run. Ad đến bằng new organic student. Rồi tôi có import cái package Java GT rồi. Rồi cái tiếp theo tôi sẽ add cho một số cái phần tử chẳng hạn. Tôi sẽ copy cái chỗ này rồi. Tôi sẽ add cho một số cái phần tử như vậy. Tôi cũng copy xuống và tôi sửa nó nhanh. Và tôi sẽ return về cái biến là ls này. Chỗ này tôi sẽ sửa lại là những b chẳng hạn, những c chẳng hạn. ID là sẽ là st1, st2 và st3 như vậy. Rồi tiếp tục thì ở bên này tôi sẽ copy cái, tôi sẽ tạo ra một cái button nữa. Get nick object session. Đây là get nick student. Rồi tôi sẽ copy cái ID này lên. Tôi sẽ thay thế cho này là
Make another get nick to that. Cái chỗ CL này tôi sẽ sửa lại là get nick to that. Rồi cái chỗ design này tôi xóa đi. Thì cái biến data này là tương đương với lại cái nick student và trả về. Thì nó là một cái nick, thành ra tôi sẽ sử dụng một cái vòng lập for và tôi sẽ đi lập qua cái đối tượng data mà return về từ bên cái design container này. Đó thì tôi sẽ có cái vòng lập for như sau. Đó thì tôi sẽ nạp cho cái biến nạp là biến y và cái tôi sẽ nạp đây cái từng phần tử qua một và tôi sẽ có cái biến design thì tôi sẽ bằng cái data mà data này tương đương với mỗi đối tượng mỗi cái item là cái tiêu đặt tôi sẽ chấm lấy ra cái ID được cái name của cái đối tượng của chúng ta. Đó rồi tôi cũng sau ra cái design như vậy. Rồi tiếp tục thì tôi cũng build lại cái hộp quà. Tôi sẽ có lệnh là npm min install. Đó thì tôi đã build lại cái hộp quà. Rồi tôi sẽ run Z. Rồi nó lên giao diện cho tôi như vậy, click cho get nick object session. Đó thì nó đã hiện ra một cái nick student cho tôi như vậy. Đó, như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn làm cái demo sử dụng Ajax trong DreamMC. Thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Ở buổi tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn submit một cái form sử dụng Ajax trong DreamMC. Thì tôi xin hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.